Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là buổi sáng ngày 19 âm lịch tháng 8 năm Nhâm Dần năm 2022. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Lành tiếp tục có mặt tại xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Chúng tôi đã có mặt từ rất sớm tại gia đình nhà anh Thủy Năm, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng để bàn giao và lắp đặt bộ hoành phi câu đối cho cái không gian phòng thờ cũng vừa là phòng khách của gia đình nhà anh. Phòng khách và phòng thờ của gia đình anh rất là rộng. Chính vì thế mà bộ hoành phi câu đối cũng được làm theo kích thước loại đại. Hoành phi là dài 2m17 và câu đối cũng dài 2m17. Chúng tôi đã có mặt từ rất sớm để đo cái không gian kích thước, chia tâm, chia khoảng giữa sao cho trùng với bức hoành phi và khoan bốn cái điểm, hai điểm phía trên để treo dây và hai điểm phía dưới thì có cái các cái giá đỡ hình chữ L, phía trên là treo dây treo nghiêng để tạo được cái không gian bức hoành phi nhìn cho hợp lý và hợp phong thủy, khi chúng ta nhìn vào cái không gian cũng không bị ngước mắt lên. Một góc nghiêng từ 25 tới 30 độ tùy ý theo cái không gian của gia đình. Và gia đình đã dọn các cái đồ thờ cúng tâm linh trên ban thờ xuống để cho chúng tôi treo hoành phi câu đối. Đầu tiên thì chúng ta sẽ treo bức hoành phi trước. Bức hoành phi này được làm với kích thước chiều dài là 2m17, chiều rộng là 67, được điêu khắc với nội dung 3 chữ Hán Nôm Đức Lưu Quang, có phụ đề tiếng Việt. Ba chữ Hán Nôm này đang được người dân sử dụng tới 99% trên thị trường hiện nay. Ý nói là về đạo đức tốt, quang là tỏa sáng và lưu là lưu truyền. Đức tốt tỏa sáng lưu truyền về sau này, cho con cháu được noi theo cái đạo đức tốt của ông bà tổ tiên, những người đã khuất. Đó là Đức Lưu Quang, đã được thiếp vàng Đài Loan phủ hoàng kim và toàn bộ phần gỗ đã được hoàn thiện full PU bóng M50 cánh dán sáng, được treo vào cái không gian rất là hợp lý, không gian rất là sáng và rộng về cả về chiều cao. Và khi treo xong được bức hoành phi thì chúng ta sẽ bắt các cái vít ở phía dưới của chiếc ke hình chữ L để cho hoành phi cố định không xê dịch. Ở đây cái không gian của gia đình cũng rất là cao. Chính vì thế mà chúng tôi đã đứng ở trên ban thờ để treo lắp hoành phi câu đối. Thường thì chúng ta khoan cái mũi bê tông phi 14, sau đó bắt các cái ốc bu lông 10 và nở để treo được chuẩn bức hoành phi. Và tấm ván bên trong hoành phi này có độ dày là 3.0 cm, được điêu khắc nội dung Đức Lưu Quang và xen kẽ là 4 cây tứ quý 4 mùa tùng cúc trúc mai. Sau khi treo hoành phi xong, chúng ta tiếp tục treo tới hai bên câu đối sao cho cân xứng và cách hoành phi chỉ từ 5 tới 10 cm, sao cho hợp lý, không nên cách nhiều quá. Chúng ta cùng nhìn tổng thể bộ hoành phi câu đối khi đã treo xong. Hoành phi câu đối này được làm trên nền chất liệu gỗ gụ của Lào, kích thước loại đại. Câu đối được làm với chiều dài 2m17 thuộc cung Tài Lộc, chiều rộng 28 thuộc cung Đăng Khoa, chiều dày là 4cm. Và nội dung của câu đối vế phải là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, vế trái là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Và câu thành ngữ ở phía trên hoành phi đó là Đức Lưu Quang. Chúng ta đọc từ vế phải sang, đó là về quy tắc đọc chữ Hán Nôm, và từ trên xuống dưới. Ở đây đều có phụ đề tiếng Việt cho quý khách dễ hình dung. Toàn bộ chữ Hán Nôm và phụ đề đã được thép vàng Đài Loan, hay còn gọi lá vàng công nghiệp, lá vàng vuông 9.3 cm. Đồ Gỗ Hiền Lành cũng cảm ơn quý khách hàng tại Thủy Nguyên, Hải Phòng đã tin tưởng đặt hàng online. Chúng tôi đã bàn giao vào đúng ngày, trước ngày kỵ của ông bà. Ở đây đó là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh.
Ý nói là tổ tiên của chúng ta có nhiều công đức, mong cho muôn đời được thịnh vượng, thái hòa. Câu đối ở phía dưới được điêu khắc đó là kỳ lân và phía trên là phượng hoàng. Thì chim phượng hoàng ở phía trên nó đại diện cho các cái loài chim, và trong các loài chim thì là chim phượng hoàng là loài chim đẹp nhất. Mà ở phía dưới cái hình tượng kỳ lân thì tượng trưng cho thịnh vượng, thái bình đã được khắc họa vào trong câu đối. Ở đây câu đối được điêu khắc trên nền gấm chữ vạn. Rìa một câu đối là bầu rượu túi thơ, được làm theo mẫu cổ, được hoàn thiện phun PU bóng M50, giữ nguyên vân gỗ và đã được lắp vào đúng cái không gian, đó là không gian phòng thờ, cũng vừa là phòng khách của gia đình. Đây là gia đình anh Thủy Năm tại xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Quý khách ở gần thì có thể qua xem, chúng tôi đã bàn giao và lắp đặt. Thì sau khi lắp đặt thì gia đình sẽ bày trí, bố trí lại các cái vật phẩm đồ thờ cúng trên ban thờ gia tiên, như bình hoa, các bộ đỉnh đồng, ngũ sự. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại bộ hoành phi câu đối được làm trên nền chất liệu gỗ gụ, phun PU bóng M50, cánh rán sáng. Quý khách có nhu cầu làm về hoành phi câu đối mẫu y như gia đình anh Thủy Năm thì hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái mẫu mã mà quý khách ưng ý, có thể gửi về qua Zalo 0986 883349. Không gian phòng khách của gia đình anh rất là rộng, lên tới trên 30 m². Và đây là toàn bộ cái không gian cây xanh, vườn cây tiểu cảnh. Đây là toàn bộ ngôi nhà mà gia đình anh đang sinh sống, cũng được thiết kế kiểu mái Thái rất là đẹp. Không gian cũng rất là thoáng và rộng. Ở một xã cũng được đánh giá rất là giàu của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và tiếp theo thì gia đình anh Thủy, chủ nhân của ngôi nhà, đang sắp xếp lại cái không gian ban thờ gia tiên để chuẩn bị vào ngày kỵ. Đó, bộ đỉnh đồng ngũ sự gồm có hai hạc, một đỉnh, hai đèn hoặc là hai chân nến. Đó là bộ ngũ sự. Ở đây đã được làm bằng đồng vàng, kê vào cái không gian ban thờ gia tiên mà trước đây gia đình anh đã mua sắm từ trước. Hôm nay chúng tôi chỉ bàn giao bộ hoành phi câu đối được đúng ngày, đúng giờ cho gia đình, đó là ngày 19 âm lịch tháng 8 năm Nhâm Dần. Và tới đây một vài hôm chúng tôi sẽ tiếp tục bàn giao hoành phi câu đối cho gia đình bác Thiêm tại Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng, cũng cách gia đình anh Thủy này không xa. Đây cũng là một cái không gian phòng thờ rất là đẹp để chúng ta chiêm ngưỡng, có thể gây dựng và tạo nên giống với bộ của gia đình anh Thủy. Đồ gỗ Hiền Lành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm, tin tưởng và theo dõi các video clip mà chúng tôi đã bàn giao, lắp đặt, cũng như các video hàng mộc, video hàng hoàn thiện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành, và cũng tại địa chỉ trang chủ Facebook Đồ gỗ Hiền Lành, quý khách có thể lấy các hình ảnh. Và cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các video clip. Và hẹn gặp lại các quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Chúng tôi sẽ cập nhật các cái thông tin mới nhất. Xin cảm ơn.